và sau đó là bản di chúc được đọc, trong đó có đoạn: cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Về việc riêng, suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, trở nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân. Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các đầu đoàn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Đều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Do hoàn cảnh chiến tranh, có nhiều vấn đề quan trọng trong di chúc không được công bố ở thời điểm năm 1969 và phải đến cuối thập niên 1980 bản gốc di chúc mới được công bố đầy đủ. Trong đó đáng chú ý nhất là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc hỏa táng thi hài và cho sau hỏa táng sẽ cho vào 3 hộp sành đặt tại 3 miền Bắc, Trung, Nam của đất nước. Tuy nhiên, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 đã phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là làm trái với di chúc của Hồ Chủ tịch. Bộ Chính trị quyết tâm giữ gìn lâu dài thi hài lãnh tụ Hồ Chí Minh để sau này nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân miền Trung và miền Nam, lúc đó trong điều kiện chiến tranh không thể ra Hà Nội, cùng các du khách quốc tế về sau có thể tới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm được điều này, thực sự đã có một quá trình giúp đỡ rất lớn về công nghệ của Liên Xô. Từ đó đến nay, thi hài lãnh tụ Hồ Chí Minh được bảo quản trong lăng tại Hà Nội, tương tự như đối với thi hài của Lenin ở Moscow. Trong giai đoạn năm 1951 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm giữ chức vụ Chủ tịch Đảng. Đây là chức vụ lớn nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn cả chức vụ Bí thư thứ nhất. Chức vụ Bí thư thứ nhất về sau được đổi tên thành Tổng Bí thư. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969, Bộ Chính trị quyết định coi chức vụ Chủ tịch Đảng là danh dự cao nhất, chỉ dành riêng cho lãnh tụ Hồ Chí Minh, người duy nhất trong lịch sử nắm chức vụ Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam, nên đã bãi bỏ việc người khác tiếp nối chức vụ này.